như các bạn cũng biết Giáng sinh thì như gia đình mình thì theo đạo Công giáo đúng không, thì đạo Thiên Chúa thì ngày 24/12 thì thường gia đình mình sẽ đi lễ, bạn đi lễ đêm thì tới 12 giờ đêm mới về ha. Thì khi 12 giờ đêm về thì tôi cũng khá đói bụng, gia đình mình cũng sẽ có một vài cái món ăn chế biến thật là nhanh các bạn ha, gọn lẹ để mà thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là món cơm chiên Giáng sinh. Nghe tên thì có vẻ hơi lạ các bạn ha, nhưng mà quả thật là cái món này gia đình mình rất là hay ăn vào Giáng sinh, đó chính là món cơm chiên tối về chiên cơm cho nó nhanh và dễ ăn nữa. Thì nguyên liệu cũng đơn giản, có sẵn tủ lạnh thôi, đó chính là ớt và ớt chuông ha. Vì sao mà gọi là cơm chiên Giáng sinh? Tại vì nó dùng hai màu, đó chính là màu đỏ và màu xanh, hai màu đặc trưng Giáng sinh ha, nên mình gọi nôm na là cơm Giáng sinh và cũng ăn đúng vào dịp Giáng sinh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thành phần nguyên liệu cũng như là cách chế biến món ăn này các bạn ha. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản các bạn ha. Ở đây mình có cơm nè. Cơm thì mình sẽ nấu trước để nguội rồi sau đó bỏ vào tủ lạnh các bạn ha, để mình chiên cho nó ngon. Nguyên liệu tiếp theo cho món cơm chiên Giáng sinh thì có cần ớt chuông các bạn ha. Mình sẽ dùng hai quả màu xanh và màu đỏ. Đối với phần ớt thì mình sẽ xắt hạt lựu thôi các bạn ha. Và mình sẽ cho thêm một ít thịt đóng hộp nè các bạn. Đó, thịt hộp ha, một cái trứng. Và để cho cơm chiên mình nó thêm giòn các bạn ha, thì mình sẽ cho vào ở đây là gạo rang ha. Gạo sấy, gạo rang ở đây mình cho thêm một ít gạo lứt vào ha. Đó, khi mà chiên cơm mình ăn vào nó sẽ giòn hơn ha. Và trước khi chiên cũng sẽ cho vào khoảng 1 tép tỏi đến 2 tép tỏi cho thơm các bạn ha. Đó. Thì gia vị thì cũng như gia vị bình thường thôi. Đường, bột ngọt, nước mắm, ít ớt xay vào cho nó cay ha. Đó, rất là đơn giản đúng không? Cơm nè, tỏi nè, ớt chuông, ớt xay, trứng, thịt. Rồi gạo sấy các bạn ha, và đường, bột ngọt, nước mắm. Đơn giản ha, dầu ăn thì chúng ta dùng để chiên cơm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chiên cơm thôi mọi người ơi. Đối với phần ớt chuông thì các bạn sẽ xắt hạt lựu các bạn ha. Chuông đặc biệt là nó rất là thơm, nhưng mà cái vị nó cũng không có cay nhiều các bạn ha, nó ngọt chứ nó không có cay nhiều, nhưng mà cái mùi nó rất là thơm nồng ha, ăn rất là ngon. Đối với tỏi thì các bạn cũng sắc lát luôn các bạn ha. Nói gì nói mà mình chiên cơm mà có tỏi cho nó mới thơm được các bạn ha. Các bạn ơi, khi mà chúng ta ăn cái tulip này nè các bạn, thì cái cách khui nó khác ha. Mình sẽ bẻ gãy cái chìa khóa này nè các bạn, và mình nhét vào đây nè. Chúng ta nhét vào cái gờ này các bạn ha, có cái lỗ nè, đó. Chúng ta cuốn nè các bạn ha. Đó, ra nè, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên các bạn ha. Đầu tiên chúng ta cho dầu ăn vào. Cho tỏi vào luôn các bạn ha. Đêm Giáng sinh mà vừa chiên cơm mà vừa nghe nhạc Giáng sinh còn gì bằng các bạn ha. Đó, chúng ta cứ bật nhạc Giáng sinh lên chúng ta nghe. Khi nào tỏi vàng thì các bạn cho cơm vào luôn các bạn ha. Hạt cơm nó rất là ngon ha.
Do là cơm tối nên là mình sẽ chiên ít ít thôi, không mình chiên nhiều lắm các bạn ha. Vừa đủ ăn thôi. Tại vì tối mình cũng không nên cơm nhiều lắm ha. Nhưng mà đảm bảo với các bạn ha, đêm Giáng sinh mà ăn cơm này rất là tuyệt vời ha. Tiếp theo mình sẽ cho một cái trứng vào các bạn ha. Mình sẽ khoét lỗ giữa thế này. Mình sẽ lấy cơm mình chôn vùi nó lại ha. Chiên cơm mà chả không dính mà thấy cơm nó bờ rời rất là ngon ha. Tiếp theo để tăng độ giòn ở cơm mình sẽ cho một ít bào gạo lứt vào ha. Khi chúng ta thêm gạo sấy vào thế này thì cơm sẽ giòn hơn nữa ha. Bước tiếp theo chúng ta sẽ nêm gia vị các bạn ha. Ở đây mình sẽ cho một ít bột ngọt. Ít đường. Và cuối cùng mình cho ớt chuông vào các bạn ha. Ớt chuông xanh đỏ ha. Và thấy màu sắc rất là đẹp đúng không? Để phần cơm mình nó sẽ bóng một tí thì các bạn sẽ cho một ít dầu ăn vào các bạn ha. Wow, rất là thơm các bạn ơi. Bạn nào muốn ăn cay hơn một tí thì chúng ta sẽ cho ớt vào ha. Tại vì cái phần ớt Đà Lạt này sẽ không có cay mà nó thơm thôi. Cuối cùng là một ít nước mắm ha. Cho nước mắm vào thơm ghê luôn các bạn. Ớt chúng ta nó trong trong thế này là ớt nó bắt đầu chín luôn rồi các bạn ha. Mình thích ăn nó giòn giòn. Wow, cho nước mắm vào thơm quá. Rồi. Khi cơm chúng ta bắt đầu chín rồi nè các bạn ha, thì bước cuối cùng mình sẽ cho cái phần thịt hộp vào ha. Lý do là mình sẽ cho vào cuối để nó không bị bể các bạn ha, không bị vỡ. Rồi mình cho vào mình trộn sơ lên là mình tắt bếp, mình bắt xuống mình ăn luôn ha. Mình thấy màu sắc đẹp ghê chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp ha.
các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong món cơm chiên Giáng sinh. Một món ăn rất là đơn giản, rất là dễ làm. Thì bạn nào thích video này nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi, subscribe, share and like video này các bạn nha. Chỉ cần một subscribe thôi là một cái niềm động lực lớn để mình làm tiếp những video tiếp theo các bạn ha. Luôn ủng hộ kênh mình các bạn nha.